Nhưng mà bộ hộp chưa hay lấy năng để trong. Để trong. Nó tí vậy luôn. Tinh hả? Dạ, em về sớm đi chị. À. Em nghiêng hẳn mặt sang chị với đó. Dễ lấy á. Khách mà họ không nghiêng mặt với anh thì là cả lấy cả giữ cái mặt họ lại, vì họ đau, họ có xu thế là họ nghiêng sang đây á. Mình cả lấy, mình cả dí cái tay đi, hồi mỏi, mỏi cánh tay. Tự nhiên cố gắng dơ máy lên chị nhé, mấy con nhắn đến bự. Cho hai trái to nhỉ. Cho hai đó cho về tay mình cắn con rưỡi. Cho
Xoài nhưng không chua mà nó cứ nhạt nhạt ly, mềm mềm. Xoài này hơi trong này họ bán 2.000 trái nha. Hơi ngại kìa. Hồi ta đi đó, hồi ta đi mà mua về dự ẹp đó. 2.000 cân. Mua 20.000. Mình chỉ có xoài 2.000 anh. Nhìn đi mà cũng nhiều anh này. Nãy nhìn đâu thấy mấy đâu đúng không? Hỏi mà chi hâu nè. Mình không hỏi đâu, họ nói được. Mình đi chạy ra đã hả? Ôi trời, em thật anh em gãy cổ chứ. Không sung sướng như mộng. Ui. Chắc anh đi khám, em đi khám cái cổ em á. Nghiêng qua đây em, nghiêng qua. Nhiều lắm rồi đó. Mà đã, không cũng đã ghê. Nhiều lắm. Thấy nữa không? Cái nữa thì còn trán với cái này nữa mà.